Minh đang lên đấy bạn, bắt đầu nhú lên. Ở phía dưới kia có cái trụ, có cái điểm để các bạn check in, nhưng mà đứng ở trên này sẽ nhìn là toàn cảnh hơn. Lên phần trên rồi. Đây là cái toàn cảnh có nó hải đăng ở bên dưới. Tâm công nhận khôn, khỏe 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 mà tâm là khỏe. Tâm vụ này khôn thật, đi hết vụ này. Leo, làm chuyện này xong. Hôm qua hai vợ chồng dậy từ 4 giờ sáng đi tắm đấy. Thế à? Vâng ạ. Máu nhỉ. Cảnh này rất là đẹp. Đá này nó xếp mà thành hình phố rất là đẹp. Kia là dưới. Đây là cái đường đi xuống, chắc là mình không xuống đâu. Cũng không có gì hết. Kia là cái chỗ đấy, là cái chỗ ghi những cái mốc, mình mốc hải đăng. Chỗ này các bạn check in rất là đẹp. Cái điểm này đây là đường trên hải đăng đi xuống bãi môn, mình cắm trại ở mãi tít đằng kia xa xa đấy. Rồi, tạm biệt mãi môn, mình đi điểm khác. Và sáng nay thì chắc là sẽ tạm biệt Phú Yên, sang Khánh Hòa. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, Tôi Yêu Việt Nam, I Love Việt Nam. Hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Tôi Yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam.
Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi yêu Việt Nam khám phá những nét đẹp kỳ diệu và bất tận của thiên nhiên, đất nước con người Việt Nam, ẩm thực Việt Nam. Đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới nhé. Cùng chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phát triển bạn nhé. Hãy cùng nói, tôi yêu Việt Nam, I love Việt Nam, hello Việt Nam.